tố cáo bị bảo kê tiểu thương chợ Long Biên bị khủng bố. Tố cáo bị bảo kê thu phí bến bãi vô lối tiểu thương chợ đầu mối Long Biên bị khủng bố bằng cá thối, mang xe chặn trước sạp hàng. Mỗi năm đóng phí hàng trăm triệu đồng. Hàng loạt tiểu thương buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên làm đơn tố cáo. Trong một thời gian dài, họ bị nhóm người mượn danh tổ bốc xếp thu tiền bến bãi một cách vô lý, số tiền mỗi năm lên đến cả trăm triệu đồng. Vợ chồng chị Nghiêm Thúy N, sinh năm 1981, và anh Hoàng Anh Hát, sinh năm 1972, buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên, vừa có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về việc vợ chồng chị cùng nhiều tiểu thương khác bị bảo kê thu phí bến bãi vô lý trong nhiều năm. Cụ thể, các tiểu thương kinh doanh hợp pháp mặt hàng hoa quả và đã ký hợp đồng thuê diện tích bán hàng với ban quản lý chợ Long Biên nhiều năm qua. Thế nhưng, từ năm 2010 đến nay, các hộ kinh doanh này phải đóng 100 triệu đồng một năm tiền bến bãi do ông Nguyễn Kim Hưng, biệt danh Hưng Kính, trú tại số 11 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2. Đây là tiền bến bãi mà tổ bốc vác này tự ý đặt ra, đặc biệt từ 2016, tiền bến bãi tăng lên tới 700 triệu đồng một năm. Chúng tôi đã làm đơn nhiều lần gửi ban quản lý chợ Long Biên nhờ can thiệp, nhưng sự việc ngày càng tồi tệ, đơn tố cáo của chị N cho biết. Khi các tiểu thương này làm đơn tố cáo, ông Hưng cùng tổ nhân viên tổ 2 gồm ông Hải Gió và Long Cao ra sức chèn ép, ngăn cản xe hàng ra vào để bốc rỡ hàng hoa quả. Nhóm người này còn mang cá thối, rác bẩn xếp trước cửa hàng kinh doanh hoa quả để cản trở hoạt động kinh doanh của vợ chồng chị N. Tôi đã làm đơn tố cáo ông Hưng và nhân viên tổ 2 gửi đến các cấp. Khi các cơ quan chức năng cùng ban quản lý chợ Long Biên đang giải quyết đơn của tôi, thì ông Hưng và nhân viên tổ 2 tiếp tục dùng các chiêu thức bẩn để cản trở hoạt động kinh doanh. Liên tiếp trong các ngày 22, 23, 24 và 25 tháng 8, ông Hưng sai ông Tiến, nhân viên tổ 2, lấy chiếc xe tải 3,5 tấn của mình biển kiểm soát 17C04174, công ty trách nhiệm hữu hạn DVTM tổng hợp Hưng Thịnh, chặn trước ký ốt của tôi, đồng thời cho nhân viên mang rất nhiều cá thối, rác thải vung vãi trước ký ốt của tôi, gây ra mùi hôi thối nồng nặc làm chúng tôi không thể kinh doanh, đơn tố cáo viết. Ngoài sự việc trên, nhóm người thuộc tổ bốc xếp hàng hóa số 2 còn thu phí xe vào để trả hàng, đóng hàng. Cụ thể, xe vào cổng, mỗi xe đóng ban quản lý chợ Long Biên lần lượt với xe trên 2 tấn là 120.000 đồng, dưới 2 tấn là 90.000 đồng. Vào trong bãi thủy sản, ông Hưng thu tiếp 200.000 đồng một xe dưới 2 tấn và 350.000 đồng một xe trên 2 tấn, với trung bình mỗi ngày đêm khoảng gần 50 lượt xe ra vào với lý do là tiền bốc vác nhưng không hề bốc vác. Ngoài ra, tổ trưởng tổ bốc vác này cũng bị tố cáo lấn chiếm mặt bể nước cứu hỏa bán hơn 3 tỷ đồng, bán cho đất lưu không ngay cạnh nhà bơm cứu hỏa cho bà N 1,4 tỷ đồng, lấn chiếm 1/2 bãi thủy sản bán cho hộ bà PL để dựng lều bạt và đỗ xe, bảo kê thu phí nhiều tỷ đồng để hộ bà này được kinh doanh buôn bán. Điều tra băng đảng, xã hội núp danh tổ bốc vác. Ngày 21 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên. Công an thành phố có nhiệm vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 9, thông tin trả lời báo chí theo quy định. Cũng trong ngày 21 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã triệu tập các đối tượng nằm trong nội dung đơn tố cáo đến trụ sở công an lấy lời khai. Riêng một đối tượng có biệt danh Vương Lợn đã chủ động đến cơ quan công an làm việc. Chợ Long Biên có khoảng 1.000 hộ kinh doanh với gần 300 hộ thường xuyên cần chỗ đỗ xe. Mức vé niêm yết cho các lượt xe vào để trả hàng, đóng hàng mà ban quản lý chợ Long Biên được phép thu là từ 15 đến 60.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, theo phản ánh của người tố cáo,
Mức thu này gấp 10 lần và bị nhóm bảo kê tiếp tục thu thêm số tiền cao hơn nhiều lần.